Xin chào các bạn đã quay trở lại với Săn Sale và Đánh Giá. Đây là OnePlus A3 Pro và sau khi mà mình có lắp sim sóng vào ấy thì nó vẫn nhận như bình thường. Tuy nhiên là nó có cảnh báo với mình như này là cái một vài chức năng ấy có thể sắp tới sẽ bị hạn chế. Tức là sao? Về sim sóng này là sẽ không ok đâu các bạn ạ. Và trong video ngày hôm nay cùng mình trải nghiệm và đánh giá nhanh OnePlus A3 Pro để xem là với một cái sản phẩm mức giá khoảng hơn 11 triệu ở bên thị trường chung nhá, về tới Việt Nam nếu mà bán ra thì phải tầm khoảng 12 triệu ấy, thì nó có cái điểm gì nổi bật. Ok, vào bên nào. Các bạn nhớ nút đăng ký, bật nút chuông để theo dõi video mới nhất của mình. Và các bạn giúp mình có thể là theo dõi hai cái kênh. Một là kênh TikTok Săn Sale và Đánh Giá mới của mình này. Và kênh thứ hai, kênh Shopee có tên là Săn Sale Điện Thoại. Ở shop này thì mình sẽ bán điện thoại và phụ kiện rất là nhiều. Đặc biệt là TikTok sắp tới thì mình sẽ bán thiên về phụ kiện nha. Bạn nào muốn mua phụ kiện giá rẻ nhớ sang bên TikTok Săn Sale và Đánh Giá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước tiên khi mình cầm con OnePlus A3 Pro trên tay ý, mình bảo wow, con này cầm nhẹ phết đấy các bạn. Và cái thứ hai, cái phiên bản mình cầm đây là cái phiên bản màu xanh nhá. Và cái phiên bản màu xanh này ý, thì nó sẽ theo kiểu giả da. Da nó sẽ hơi theo kiểu vân vân họa tiết, nhìn rất khá là đẹp. Đây mình sẽ chiếu cho em sát sao một tí nhá. Đấy, ok không? Và không gì đặc biệt nữa này. Hiện tại thì cái cụm cam này nó sẽ không theo cái kiểu bản lề nữa, giống như là một vài sản phẩm OnePlus trước đấy này. Thì cái bản lề này nó sẽ gồ gồ lên đúng không? Với OnePlus A3 Pro nó chỉ là một cái sợi, chỉ mảnh nhỏ thôi. Nhìn kiểu như thế này thì nó sẽ khá là tinh tế nhá. Và tất nhiên rồi, OnePlus A3 Pro thì chúng ta vẫn sẽ có một sản phẩm màn cong các bạn nha. Và màn này là tấm nền LTPO AMOLED các bạn ạ. Chất liệu hiển thị thì lát mình sẽ cho các bạn xem sau. Và đây, anh có thể xem qua một chút về thiết kế chiếc OnePlus A3 Pro. Nói chung là nó sẽ không có khác biệt gì so với nhiều sản phẩm OnePlus tầm khoảng 2-3 năm rồi về đây đâu. Đấy chưa? Đấy. A3 Pro thì vẫn có cái cần gạt ở đây các bạn nhá. Ngoài ra thì vẫn có tăng giảm âm lượng bên tay trái này, nút nguồn này. Ở phía trên chúng ta thì sẽ có cổng hồng ngoại, mic, rồi loa. Phía dưới thì có trên sạc Type-C, loa, khe để sim này. Có thêm một điểm nữa là mình cũng khá hài lòng ở trên OnePlus A3 Pro, đó là về cảm biến vân tay. Cái vị trí đặt nhá, khá là cao nha. Những sản phẩm kiểu Realme tầm trung hoặc là Xiaomi ấy, thì cảm biến vân tay nó để khá là thấp. Nhưng mà đây, mình thì mình rất khoái cảm biến vân tay nó giữa giữa như này. Anh em không phải chơi với để xuống tận cuối cùng như thế này. Nói chung là ok các bạn ạ. Tổng thể thiết kế các thứ thì ok các bạn nhá. Và sản phẩm này thì hỗ trợ kháng nước IP65 thôi. Tầm tiền này mình cứ nghĩ nếu mà được IP68 thì ngon quá. Nhưng không các bạn, hơi tiếc. Cùng quay trở về màn hình nào. Như mình chia sẻ với các bạn là nó sử dụng công nghệ LTPO AMOLED, hỗ trợ tần số quét là 120Hz. Và các bạn có thể tùy chọn cái tần số quét này là 60 hoặc là 120, hoặc các bạn để tự động nha, được chưa? Về cái trải nghiệm vút chạm ở trên con này, nói chung là với cái giao diện ColorOS 14 ấy thì khá là mượt mà, nó sẽ không cho cái cảm giác gọi là bị giật lag giống như là sản phẩm của Xiaomi chạy Hyper đâu các bạn. Độ sáng pixel tối đa ở trên OnePlus A3 Pro là 4500 nits các bạn ạ. Và khi mà các bạn có xem, ôi trời ơi, này, đóng hết cả mắt. Các bạn có xem cái nội dung HDR kiểu như thế này, nó sáng vô cùng. Và đây, em nhìn, ok không? Rất ngon luôn. Độ phân giải cũng cao nên là các bạn sẽ có một sản phẩm để giải trí này vô cùng ngon lành nha. Mình nghiêng các góc thì anh em có thể xem, ok luôn. Chất lượng âm thanh cũng là một yếu tố làm mình khá là bất ngờ nhá. Đây. Tầm 70% này. Full này. Mình có test với lại cái con sản phẩm là Xiaomi 14 Ultra thì cái âm lượng nếu các bạn để tầm khoảng 70% ấy thì OnePlus A3 Pro nó còn to hơn cả Xiaomi 14 Ultra các bạn ạ. Và tiếc với sản phẩm này khi mà các bạn để max âm lượng thì loa nó có cảm giác thực sự hơi bị rè rè một tí và nghe sẽ không được quá ngon các bạn nhá. Tiếp theo, một yếu tố nói chung là cũng gọi là cũng khá đáng đồng tiền bát gạo trong tầm tiền như thế này, đó là về con chip trang bị. Với OnePlus A3 Pro trang bị con chip là Snap 8 Gen 3. Về trải nghiệm hiệu năng hiện tại nó như thế nào thì mình chưa có test các bạn nhé. Thì team mình sẽ có video test sau cho các bạn. Và với con chip này thì AnTuTu chấm được ấy khoảng đâu đó là 2 triệu điểm với cái phiên bản AnTuTu V10.0.3 các bạn nhé. Nói chung điểm số này thì để gọi là các bạn tham khảo thôi. Còn lại thông tin của máy đây. Ok, anh em có thể xem qua nhé. Sản phẩm này có chuẩn RAM là RPDDR5X các bạn nhé. Đó, một vài thông tin anh em có thể xem qua. OnePlus A3 Pro cũng hỗ trợ chuẩn Wi-Fi L1 các bạn nhé, để các bạn xem phim độ phân giải cao ok hơn này. OnePlus A3 Pro có thể quay video cam sau với độ phân giải tối đa là 4K và 60fps, trong khi với cam trước thì giống như nhà BBK thôi, chúng ta cũng chỉ có thể quay với độ phân giải tối đa là Full HD và 30fps các bạn ạ.
Với cá nhân mình thì mình rất thích chụp cận cảnh, như là mình có chụp cái lá này. Đầu tiên nhá, các bạn thấy với 1X đi thì về cái độ chi tiết và xóa phông ấy, trong trường hợp như thế này mình thấy nó không có xóa phông tất cả cái cảnh được, mà nó chỉ được một phần thôi các bạn. Còn khi mà các bạn chuyển sang zoom 2X này, wow, về cái chi tiết cũng như là về cái xóa phông nó cũng khá là ổn các bạn nhá. Còn cam ultra wide rõ ràng khi mà các bạn chuyển sang cái góc này thì thứ nhất về cái màu sắc nó tối hơn, cái thứ hai là về cái chi tiết nó cũng không ngon bằng các bạn ạ. Mình cũng có chụp nhanh ngoài trời một vài tấm ảnh này thì về cái độ chi tiết là ở mức khá ổn nha, nhưng về màu sắc thì mình thấy là nếu các bạn để chế độ bình thường ý, thì xử lý phân HDR vùng trời nó sẽ hơi bị cháy nhẹ một tí. Còn bình thường nếu mà ở chế độ Pro HDR ý, thì mình thấy cái màu sắc cũng khá ổn nha. Và vẫn như thế thôi, với cái cam ultra wide ở trên sản phẩm này nó cũng sẽ không có cái độ chi tiết quá ngon đâu. Về chụp selfie này, mình đánh giá trên OnePlus A3 Pro thì nó có cả mặt khá là ổn. Đánh đổi lại khi mà các bạn có zoom lên thì cái độ chi tiết nó cũng sẽ không giữ được quá ngon. Còn với selfie cam sau thì cái da mặt của mình thì nó cũng khá là thực tế nhá. Màu áo của mình đúng ra ấy, nó sẽ theo kiểu hơi hơi màu xanh lá một tí, nhưng khi chụp ảnh xong thì nó lại chuyển sang cái màu xanh dương rồi. Và về cái chi tiết có lấy cái khu vực tóc cũng khá ok. Chuyển sang chụp cam portrait thì cái khu vực tóc nó lấy cũng không được quá ngon các bạn ạ. Đổi lại về cái màu da mình thấy khá là ưng nhá. Còn khi mà có quay video ấy, đặc biệt là bạn nào thích quay video sản phẩm chẳng hạn, thì OnePlus A3 Pro có quay cận cảnh khá ổn nha. Các bạn thấy mình có dí sát Xiaomi 14 Ultra vào khu vực camera nhá, mà nó lấy từng đường vân một khá là ngon. Trong khi với quay video cam trước thì mình đánh giá là với cái màu da như thế này là mịn là ok nha. Còn về cái độ chi tiết thì nó chỉ ở mức gọi là đủ dùng thôi. Tiếc là với sản phẩm này thì chỉ quay video với độ phân giải tối đa là Full HD và 30MP cam trước, và xử lý phần vùng trời nó cũng không được quá ngon. Yếu tố cuối cùng đó là về dung lượng pin. Cái con này pin trong tầm tiền rất là trâu các bạn ạ, khoảng 6100mAh và đi kèm với cái công suất sạc là 100W. Và theo quảng cáo ấy, nó chỉ mất tầm khoảng đâu đó là 36 phút để sạc đầy cái viên pin này từ 1 lên 100% pin nha. Cái này thì mình sẽ cần thời gian trải nghiệm thêm và sẽ có video đánh giá chi tiết sau cho các bạn nhé. Đấy là về cơ bản với OnePlus A3 Pro. Rồi, các bạn cảm thấy sao về OnePlus A3 Pro? Đừng quên để lại comment bên dưới nhé. Trong tầm tiền này thì có một vài đối thủ mà nó cho trải nghiệm cũng khá ok, ví dụ như là IQ Neo 9S Pro chẳng hạn, giá kiểu gì nó cũng sẽ rẻ hơn các bạn ạ. Hay là Xiaomi 13 Pro thì giá nó cũng có thể là cao hơn một tí, nhưng về cơ bản nha, với 13 Pro thì nó sẽ có một cái chất ảnh nó hơi cùng nghệ một tí, tùy theo cái gu của từng bạn thôi. Các bạn nếu thì các bạn lựa chọn thì các bạn có lựa chọn OnePlus A3 Pro hay là không, đừng quên để lại comment bên dưới nha. Và mức giá tham khảo OnePlus A3 Pro thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận game. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.